Nhật Bản 1987, quận Wakayama, trường dạy võ Gokin. Bài huấn luyện sáng nay sẽ có chút thay đổi. Chết tiệt lại nữa, thầy ấy làm thế cả ngàn lần rồi. Sau khi kết thúc công việc hàng ngày mỗi sáng, hai con phải đến thác nước và thiền định đến khi mặt trời lên cao. Chuyện này thật dám nhí. Ta nghe rồi đấy. Nhưng thưa sư phụ, còn có gì muốn nói hả? Không. Đi theo Ryu. Tích cực 1000 yên sẽ đến chỗ hồ trước cậu. Cậu có tính lần trước nữa không? Thế hả? Vậy thì lần này nếu tôi thắng coi như là không nợ cậu nữa. Mùa hè này trong 13 năm, tôi dạy những kỹ năng sinh tồn, kỹ năng chiến đấu trong võ thuật cho môn sinh của tôi. Chào buổi sáng, Ryu. Trình độ và thể chất của chúng đã vượt rất xa so với người trưởng thành. Những người cho rằng bản thân rất mạnh, nhưng tôi phải thú nhận, tôi có phần do dự khi dạy chúng kỹ thuật cấp cao Asatsuken. Ryu, hôm nay trông cậu rất khỏe mạnh đấy. Bởi vì cậu dẫn theo bạn gái đến đây hả? Ông ấy nói cậu đi, hay thật. Tôi đang viết tặng cậu bài hát, phải chờ hơi lâu đi. Được rồi, Ken. Cậu nghe sư phụ nói gì rồi đấy. Nhưng thôi, kiếm mặt cơ Ken. Cậu không cần phải đến thác nước. Ăn nói cẩn thận, Ken. Sao hả? Cậu định đánh nhau với tớ à? Tôi nói nghiêm túc đi. Tớ và cậu đi thôi. Đi đâu cũng được. Ở đây chúng ta cũng chẳng học được gì nữa. Ngày nào cũng trôi qua như thế. Chúng ta phải nhảy qua những cái dòng để được dạy hay đâu. Nhưng mà ông ta vẫn không chịu dạy. Nếu thời khắc tớ đến Canada, tôi chắc rằng khi tớ trở về nhà, tớ sẽ chẳng còn liên quan gì đến chuyện này nữa. Đây là nhà của cậu, không còn nữa rồi. Cơ Ken, trừ dạy võ ngọn núi này, Nhật Bản những thứ này quá đủ với tớ rồi. Ông ta không thể giữ tớ ở đây được. Cậu nói với ông ta rằng tớ đi đây. Ít ra cậu còn có nhà để về mà. Có bố, có bạn bè đang đợi cậu. Còn tớ, chỉ có sư phụ cơ Ken, trừ dạy võ. Và cậu, cậu là một phần gia đình của tớ, cậu có thể đi cùng tớ. Rồi sẽ có ngày đó, nhưng bây giờ thì đây là nhà của tớ. Nơi đây cũng là nhà của cậu, cho đến khi việc huấn luyện kết thúc. Nghe này, hãy suy nghĩ kỹ trước khi ta quyết định. Được rồi, nhưng tớ nghĩ là tớ đã quyết định rồi. Còn giờ, chúng ta hãy cùng đến thác nước. Nếu không thích thì cậu tự đi mà nói chuyện sư phụ của Ken. Hãy làm điều đó đi tớ. Chỉ là một tên người nước ngoài ngu ngốc. Nếu người là đàn ông, hãy chứng minh cho tôi xem. Không hả? Đừng lo về việc đó. Ryu là học trò của tôi ngay trong những năm đầu tiên. Còn Ken thì đến vào 7 năm sau đó. Trường dạy võ Gokin năm 1979. Giỏi lắm Ryu. Kỹ thuật của con càng lúc càng mạnh rồi. Hôm nay đến đây thôi. Có vẻ như họ đã đến rồi.
Ken, ông khỏe chứ? Cũng lâu lắm rồi hả? Ryu rất vui được gặp cậu. Ken, đừng bất lịch sự như thế. Xuống xe đi nào. Chết đi. Đừng chọc tức bố Ken. Ken đến đây với trạng thái tâm lý rất tệ. Bà Ken, một người bạn thân của tôi qua đời. Chuyện đó rất khó khăn cho cả người bố và cậu con trai. Công ty của tôi đang gặp rắc rối. Tôi đã mất quyền của mình ở công ty. Về chuyện của Yuki, Ken thật sự sốc. Chuyện đó không dễ dàng gì với một đứa trẻ cả. Nó đang giận dữ. Cho nên việc nó trút giận lên người thân nhất của mình cũng là điều bình thường. Tôi không thể trò chuyện với nó nữa. Nó bị đuổi học 3 lần vì đánh nhau. Có liên quan đến cả cảnh sát nữa. Tôi đang mất nó. Tôi tin rằng khi ta chia sẻ vấn đề cho nhau thì vấn đề sẽ được giảm bớt. Tôi ở đây vì Ken và cũng vì ông. Cứ để nó lại đây. Và ông hãy đi cứu công ty của mình. Khi thời điểm đến, con trai công sẽ trở về với ông. Mối liên kết giữa hai người sẽ mạnh hơn. Thỏa thuận nhé. Được. Đây đi. Cái này của bố tớ đem đến. Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu nên luyện tập tiếng Anh nhiều hơn nữa đi. Nào. Ryu, cậu làm gì vậy? Hay lắm Ryu, đừng để nó bắt nạt cậu. Thường quá. Không sao đâu, nó cần làm quen với điều đó mà. Sau bước khởi đầu khó khăn, hai thằng bé đã trở thành bạn tốt của nhau. Giữa chúng có một mối liên kết đặc biệt khi được huấn luyện cùng nhau. Và giờ chúng xem nhau như là anh em. Khi để tôi nói chuyện này. Sư phụ Gorkin. Sư phụ, chúng con đã sẵn sàng. Chúng con đã sẵn sàng để được huấn luyện ở trình độ cao hơn. Con nghĩ đây là lúc chúng con học về Haidu. Ta sẽ xét việc đó. Nhưng sao các con nghĩ các con đã sẵn sàng chứ? Chúng con đã vượt qua tất cả bài kiểm tra mà thầy đưa ra. Gần đây con nghĩ mình có thể điều khiển sức mạnh kia của con. Nếu những điều con nói thật thì có lẽ là các con đã sẵn sàng tiếp nhận Haidu. Nhưng sao ta có thể chắc điều đó chứ? Thầy cứ kiểm tra chúng con. Được thôi. Hãy mô tả về sức mạnh kia của con cho ta nghe. Đầu tiên, việc khóa thế giới bên ngoài quả thật là thử thách với con. Nhưng con đã mau chóng học được cách tách mình ra và cảm nhận được cảm giác từ bên trong. Con có thể cảm nhận làn sóng mát lạnh chạy xuyên suốt người con. Cảm giác có ở khắp nơi. Còn con thì sao Ken? Cơ bản cũng giống như là những điều cậu ta nói. Thế hả? Ngoại trừ làn sóng mát lạnh. Khi của con, nó ấm áp. Thậm chí là nóng rực nữa. Tốt lắm, các đệ tử của ta. Việc tách ra mà các con miêu tả chính là Yuni Haidu. Sức mạnh của Hư Vô. Cho nên việc tập luyện Haidu của các con đã bắt đầu. Các con có mặt ở trường dạy võ vào đúng 2 giờ sau bữa cơm trưa. Giờ thì hãy đi học đi. Ông ấy bảo đến đúng giờ, bây giờ ông ấy lại đi trễ. Ông ấy đã lừa chúng ta. Tôi nói với cậu rồi mà, Yuru, có thể không phải là trò đùa, có thể là bài kiểm tra. Với cậu thì cái gì cũng là kiểm tra cả. Nhìn kìa. Gì thế? Khi các con nghĩ mình đã sẵn sàng, hãy đến tìm ta. Chuyện này chứ bao giờ dễ dàng cả. Được rồi, dạo mấy sẽ ở đâu? Tôi không biết. Ở đây có một cái hồ. Chúng ta ở đây. Được rồi, đi thôi. Xe jeep đâu rồi? Senzo, sư phụ của Ken đâu rồi? Đi rồi. Vậy khi nào thì ông ấy sẽ về? Ui, cái gì cơ? Đây là cuộc đi bộ đường dài. Có lẽ sẽ phải mất vài ngày. Ken, chúng ta phải chuẩn bị hành lý. Nếu cậu không muốn đi cũng được. Tôi sẽ đi một mình.
Ryu, hãy hứa với tớ, cậu sẽ không đi một mình. Tớ sẽ đi với cậu để đảm bảo cậu sẽ không xảy ra chuyện. Cuối cùng, cũng thấy được dấu vết của sự văn minh. Ryu, chúng ta hãy đến ngôi làng này. Cái nào? Cái này, gần căn cứ của Mỹ. Chúng ta còn có nhiệm vụ phải hoàn thành. Cậu nói thật chứ? Quận Shizuoka. Ta đang tự hỏi đến bao giờ các con mới đến. Chào sư phụ. Thầy ngạc nhiên khi bọn con đến sao? Không nghi ngờ gì nữa. Sư phụ, đây là nơi gì thế? Đây là nơi ta từng ẩn. Có trái, có trái. Trái. Trái nhà ở đâu? Chẳng có trái gì cả. Thầy lừa chúng ta đi. Giờ thì cả hai đứa đã thức rồi. Đây là lúc các con học hỏi và tôn trọng sư phụ của mình. Hãy mặc quần áo vào đi. Ta sẽ đợi các con ở ngoài. Sư phụ, sư tổ của Tetsu đã chết thế nào? Cái chết của một chiến binh trong một trận đấu. Hiểu rõ nơi đến mà chúng ta bắt đầu. Chúng ta dễ dàng hình dung nơi chúng ta sẽ đến. Các con hãy thắp nhanh cho thầy Uesu, bày tỏ lòng tôn trọng với mấy. Sư phụ Gokhan, thầy có đó không? Sư phụ Gokhan. Sư phụ Cơ Kinh, nếu còn trẻ, vậy hẳn đây là đồng môn của thầy.
Sasudu Hadu. Đi hẳn là bí quyết. Ken. Ken. Cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu có biết nơi này không? Tớ biết không được vào đây. Tớ muốn ra ngoài đi. Đây là sư tổ Kotatsu. Còn người này là ai? Hắn đây là Koki, em trai của thầy. Thầy có em trai sao? Có rất nhiều chuyện mà tớ và cậu không biết. Kotatsu. Nhiều Ansatsuken có ba kỹ thuật chính để phát ra Hadou để tạo ra sức mạnh quỷ diệt. Tatsubaki, Shibu, Kaiku, Shoryuken và Hadouken. Shoryuken, một khi thành thục diệt ra chiêu đó thì các con sẽ cảm nhận được chi ở cơ bắp chân của mình. Chiêu Hadou có thể giúp cho cơ bắp của các con có được sức mạnh kỳ diệu nhảy bật lên không trung. Trong khi vận hành chiêu này, các con sẽ cảm nhận được sức mạnh khi tập trung ở nắm đấm. Và chờ thời điểm để phát ra. Đồng hai đương sẽ củng cố sức mạnh của các con ở nắm đấm. Giúp các con có nắm đấm đầy sức mạnh. Shoryuken. Chết tiệt, thưa sư phụ. Sao thầy sử dụng chiêu Hadou dễ thế? Bí quyết ở đây là gì? Bí quyết cơ. Thưa sư phụ Goken, phải mất rất lâu thời gian mới tập trung được sức mạnh. Sao thầy có thể phát ra nhanh như thế? Luyện tập, kiên nhẫn và tập trung. Mưu đưa Hadou không có gì khó cả. Để phát ra chiêu Hadou mới khó khăn hơn nhiều. Nhưng chỉ cần luyện tập. Ý thầy là không có cách nào khác để phát ra chiêu đó nữa sao? Có một câu cổ ngữ Trung Quốc thế này. Có rất nhiều cách để leo lên một ngọn núi. Nhưng cảnh vật vẫn luôn là thế. Ta học được điều này từ một người thầy vĩ đại. Người đã dạy dỗ cho ta rất nhiều năm. Trong suốt giai đoạn Musa Shoyu của ta. Musa Shoyu à? Cuộc hành hương của chiến binh. Ông ấy đã cho ta đi hành hương để luyện tập Mido Hadou. Đi khoan đã. Ý thầy là còn nhiều cách khác để phát ra chiêu Hadou à? Khác với cách truyền thống sao? Kỹ thuật chết chóc Ansatsuken chỉ có thể được phát ra bằng cách dùng Sasunu Hadou và hoàn thành tập trung sức mạnh để nó về phía đối thủ thông qua tâm trí, cơ thể, kia và kỹ thuật của các con. Không chỉ đánh vào đối thủ mà còn hủy diệt nó. Hiểu không? Cứ kênh. Rõ. Hiểu không? Cứ kia. Rõ. Thế thì bắt đầu đi. Shoryuken. Sư phụ. Sư phụ cứ kênh. Rồi sẽ có một ngày các con đủ mạnh để phát ra Hadou. Hai con, hãy lên núi đi. Có một thác nước ở gần đây. Dạ, nhanh lên đi, đừng phàn nàn nữa. Kể từ bây giờ, khi các con đấu với nhau, hãy dẹp tình bạn sang một bên. Trước mặt các con chỉ là đối thủ, người các con phải vượt qua, rõ chưa? Rõ chưa? Rõ. Đi theo ta. Bây giờ hãy đối mặt nhau. Let's go.
Đào đi. Ryu, lúc nãy tớ có chút điên. Tớ xin lỗi nhé, anh bạn. Ken, cậu làm đúng rồi, không cần xin lỗi đâu. Còn phải tiếp tục luyện tập. Sẽ có một ngày, cậu ta sẽ mạnh hơn người con đánh bại lúc này. Ryu, với chiêu hơn được Ken, mà con học được, lẽ sao con có thể phản kháng lại? Nhưng con đã do dự, tại sao? Ryu, đứng lên, Ken, đỡ nó lên. Một chiến binh vĩ đại sẽ biết cách chấp nhận thất bại. Vì yêu Ken, hôm nay sư phụ sẽ cho các con mở mang tầm mắt. Chọn một trong những cây cọc ở đó. Nào, chọn đi. Nhưng con tưởng bài tập hôm nay đã kết thúc rồi. Chọn một cái cọc ngay đi. Ta đang nói với con đi. Được, vậy con chọn cái cọc ở giữa. Giờ hãy nhìn kỹ đi. Ken. Chết tiệt. Đây chỉ mới là sự khởi đầu. Trường dạy võ Asasuken năm 1956. Tinh thần chiến đấu của các con rất mạnh. Kỹ thuật các con rất mạnh đi. Ta khuyến khích việc ra đồng mạnh tay và phòng thủ chắc chắn. Đó là nền tảng của Asasuken. Dừng lại. Một ngày nào đó, các con sẽ được xứng đáng với tên gọi chiến binh. Dân, các con vẫn là người mới. Ở Asasuken, trong kỹ thuật giết người, Sasu Nuhadu. Cả hai con không được phép tập luyện chiêu này khi không có sự cho phép của ta. Hậu quả có thể là cái chết. Con nghĩ chúng con có thể xử lý vấn đề đây, vậy con sẽ phải đối mặt với cái chết. Nếu con dám phản bội ta. Dân, thưa sư phụ, em trai của ta, đối thủ sống sót ở Asasuken của ta, hoàn toàn mất trí, điên loạn bởi việc lạm dụng Sasui Nuhadu. Không ai biết cậu ta còn sống hay chết. Vì thanh lọc hết kia cửa Sasui Nuhadu, sau khi sử dụng rất quan trọng. Bằng việc thiền định, các con có thể làm sạch tâm trí và cơ thể của mình. Hiểu chứ? Hãy nhìn vào Inyo. Vì anh em, cậu đã kiểm tra hết lên chưa? Đây là lịch sử của Asasuken, có tên tất cả những người ở đây. Đi là ai? Koken, rồi đến... Guki, em trai của thầy Guken. Sao để ướp mặt vào trong vậy? Có lẽ để như thế đã lâu lắm rồi. Cứ để nguyên chỗ cũ đi. Ừ, có lẽ lão mấy đã chết rồi. Haru, dừng lại. Tập trung vào, bình tĩnh. Để kiên của các con dần vào nắm đấm. Bắt đầu. Còn nóng giỏi quá, Ken. Sức mạnh hư vô không thể nào phát ra bởi sự giận dữ và thất vọng, mà phải làm ngược lại mới đúng. Chết tiệt. Sao có thể phát bừng ra nếu không nổi giận chứ? Ken, hít đất 50 cái. Dân.
Giỏi lắm Ryu, con sắp làm được rồi. Tập trung kia vào tay của con thử đi. Việc này cho phép ta tập trung sức mạnh kia vào trong tay trước khi vào thư thế. Con hiểu chưa? Tuyệt vời. Con cảm thấy rồi, con đã đi đúng đường. Làm tốt lắm anh bạn. Ken, con cho ta xem khả năng của con. Được rồi, con sẽ cho thầy xem. Ryu, nhìn tôi đi. Watch and learn. Ken, sao cậu làm được vậy? Ken, vào trong đây. Thưa thầy, đóng cửa lại. Thầy có thấy quả cầu lúc nãy không? Nó rất lớn, còn không thể giữ được. Ta đã thấy rồi. Con học cách đó đâu? Đừng gạt ta. Con bất chợt nghĩ đến rồi. Con có thiên tính. Con thật không khôn ngoan khi nói dối ta. Được. Thế thì hãy nói về Sasu Dohadu. Chẳng có nghĩa lý gì với ta cả. Giờ thì ai nói dối hả? Ken, con lấy cái này đâu ra vậy? Đây là cách phát ra hydro bị cấm. Ta nói với con bằng kinh nghiệm của chính ta. Thầy hãy nhìn vào kết quả, con có thể xử lý được đó. Thầy thấy mà. Ta nói thật đấy, con chỉ được phép dùng cách cơ bản để phát ra hydro. Hydro phát ra theo cách của con không ổn định và có thể phản đồ lại con. Con phải tin ta. Được. Chừng ta có giống đang nói đùa lắm sao? Không. Được rồi. Hứa với ta, con sẽ không bao giờ nói về cách phát hydro này với Ryu. Con hứa. Con và Ryu phải tập luyện chăm chỉ. Các con không được phá luật. Con ra ngoài đi. Goki, em nghĩ mình đang làm gì đấy? Em biết sợ chúng ta không được nhìn trộm vào cuốn giấy của sư phụ mà. Lỡ như thầy bắt gặp thì sao? Mặc ông ấy đi. Em mặc kệ. Dạo gần đây em bị sao vậy? Dừng tay lại. Nếu không anh sẽ qua đó và em sẽ hối hận đi. Thú vị đi. Em rất muốn xem anh làm được gì. Biết ngay mà. Em sẽ không đợi nữa đâu. Tại sao chúng ta không được biết hết mọi thứ về Sasu Dohadu chứ? Em nghĩ rằng sư phụ sẽ không biết sao? Nhìn em kìa Suki. Em không thể nào khống chế nó đâu. Anh có thể quay về nếu muốn.
nhưng em muốn đạt đến khả năng cuối cùng của mình. Anh thật ngu ngốc nếu ngắn được em. Ta biết hai con tò mò một vài chuyện. Ta tin rằng hai con đã thảo luận về chuyện đó. Nói đi, cái con muốn biết điều gì? Con muốn biết ngay từ lúc đầu. Sao thầy lại đến nơi này, nếu không phải là nơi dễ tìm? Tên này không thì tùy, cũng giống như các con vậy. Trước đó, ta cũng có một cuộc sống bình thường. Nhưng bất thình lình, tất cả ký ức của ta trở nên mờ mịt. Mẹ ta bị giết vào thời radio. Đó là thời chiến tranh loạn lạc. Cha ta là đại tá trong quân đội. Lúc đó, ông ấy ở dưới trướng sư phụ Gotetsu. Bọn họ là bạn tốt của nhau. Chiến tranh xảy ra trong nhiều năm. Bố ta đã mất mạng vì cứu ông ấy. Ông ấy đã đi một đoạn đường dài để đón hậu duệ của ân nhân. Ông ấy sống cùng với Senzu và cháu gái mình, Soyaka. Chú, tuy bố ta mất đi, nhưng ông ấy luôn ở trong ta và em trai. Ông ấy luôn ở trong dòng máu của chúng tôi, cả trong tôi và em trai Gokim. Cô đánh chết người. Lần nữa. Tập trung khi giống như quân đội để phóng ra năng lượng phá hủy. Việc luyện tập kia không theo cách truyền thống có thể giết chết chúng ta. Vậy là em trai Kuki của thầy cũng học về khi dân. Sao trước đây thầy không nhắc đến họ? Cậu ấy giống như là sư phụ của ta. Cậu ấy đã chết rồi. Tiêu, cậu sao vậy? Cái gì? Tớ không biết nữa. Ác mộng thôi. Sao cậu lại thay đồ thế? Bởi vì bạn của tớ mới đến đây. Ý cậu là sao? Hay lắm. Đây là một ý kiến tệ hại. Đây là một chỗ tuyệt vời nhất. Với cậu thôi, không phải với tớ. Cậu có ủng hộ tớ không? Luôn luôn. Tốt. Thế cậu có tin tớ không? Không hẳn là không. Thế là được rồi. Không sao đâu. Sư phụ không cho phép chúng ta đến đây. Sẽ không sao đâu mà. Chúng ta không nên ở đây. Đi. Đi, anh bạn.
Ken, cậu phải xem cái này. Không, cậu phải xem cái này mới đúng. Thôi đâu. Cái gì? Đó là sàn đấu. Giống như các võ sĩ đường phố. Để đợi đã các cậu. Là gì vậy? Cậu đến đánh nhau hả? Không phải. Giờ đến xem thôi. Dân. Tôi nhìn là biết ngay đây là võ sĩ mà. Nhưng các cậu đến xem thì 1.000 yên cho mỗi người. 1.000 yên mỗi người. Nếu muốn thi đấu thì 5.000 yên mỗi người. Chúng tôi chỉ muốn xem. Chào mừng đến sàn thi đấu võ thuật. Trận đấu bắt đầu. Đây là thứ mà tớ đã nói với cậu đi. Nào, hạ hắn đi. Anh ta như thế để đánh bại là phải rồi. Johnson, cậu có vài kẻ kiêu căng ở đây. Mày nói gì thế hả nhóc? 10.000 yên, tao sẽ hạ mày ngay. Ken, cậu đang như vậy? Đừng đo. Tao cược 15.000 yên, rằng bạn tao sẽ hạ gục anh ta ở hiệp 1. Mày điên rồi hả? Cậu phải hạ hắn ta. Thế hả? Đúng vậy, ra tay trước khi hắn giết cậu. Không còn đường lui đâu, cố lên. Nào, trọng tài. Vậy có người thách đấu mới rồi. Hạ hắn đi. Tình khốn đó nhanh thật đấy. Cậu nghĩ thế hả? Tạm biệt. Chúng ta nên ăn mừng. Đi bartender. Cho 2 ly rượu mạnh. Hay uống gì? Anastasuken. Yanastasuken. Gớm quá. Tên nước ngoài ngu ngốc. Cậu không đủ tuổi. Ken, ta đi thôi. Tên nước ngoài ngu ngốc. Cậu thấy tối qua thế nào? Tớ không biết nữa. Tớ thấy thật lạ lùng. Ken. Bố. Bố làm gì ở đây vậy? Đến thăm một người bạn cũ. Chào Dio, cậu khỏe không? Chào ông, tôi khỏe. Bố, sao bố đến đây vậy? Bố đến đây vì con. Ken, thôi nào, bố không thể nào tình cờ đến thăm con được. Xảy ra chuyện gì vậy? Con nói đúng đó, chúng ta nói chuyện nha. Chào buổi sáng, sư phụ. Hình như tối qua con ngủ không ngon hả? Vâng, sư phụ. Sao bố của Ken đến đây vậy? Ông ấy muốn đưa con trai mình về nhà. Vậy Ken phải đi sao? Việc này phải để Ken quyết định. Con chẳng bao giờ đồng ý với bố đúng không? Gì đối với bố, con không quan trọng. Dẹp đi bố. Bố tới đây chỉ để gì công ty thôi. Bố chỉ có chẳng nghĩa lý gì cả từ khi con đủ tố chất để vượt qua. Còn nên về nhà thì hơn. Tới lúc phải về nhà rồi. Bố muốn bù đắp thời gian lãng phí qua. Đi. Cảm ơn. Cảnh đẹp thật. Thế cậu đi hay ở? Tớ biết bố cậu tới để đưa cậu về. Tớ đã ghét bố mình từ lâu lắm rồi. Tớ không bao giờ hiểu tại sao bố bỏ tớ tại đây sau khi mẹ mất. Tớ quá trẻ và hư hỏng nên đã không trân quý điều đó. Nhưng giờ thì tớ đã hiểu rồi. Bố đã bắt đầu xây dựng một thứ mà ông ấy phải hoàn tất bằng mọi giá.
Dì mẹ, dì bố và cuối cùng là dì tứ. Thế là cậu sẽ đi với ông ấy sao? Không. Tớ đã nói cảm ơn. Dì đã đưa tớ tới đây. Ở đây tớ có thể bắt đầu xây dựng một thứ cho riêng mình. Và tớ phải hoàn thành như ông ấy. Ông ấy và công ty có thể đợi thêm một thời gian nữa. Từ giờ cho tới lúc tập luyện xong, đây là nhà của tớ. Cậu và sư phụ Gurkhan là gia đình của tớ. Tớ rất tự hào về cậu, Ken à. Quyết định của cậu rất dũng cảm, rất đúng đắn. Cảm ơn. Bố tớ bảo tập đánh bốc lại rồi. Thật hả? Để giúp cho ông ấy tập trung vào những việc quan trọng. Giờ cũng giúp đầu óc sảng khoái nữa. Cậu muốn thử không? Ừ, khoan đã. Vậy đi thôi. Một việc nữa. Cậu có thấy nơi này rất lạ không? Như thế nào? Bầu không khí bao quanh đây rất lạ đi. Không hẳn đâu. Tối qua cậu phê hả? Cái gì? Trạng thái xuất thần của cậu ấy. Gần đây tớ mơ những điều kỳ lạ. Tớ có thể nói thế này. Sư phụ Gurkhan chưa kể hết cho ta những gì xảy ra quanh đây đâu. Di chuyển tới. Lui. Trái. Trái. Được rồi, lần nữa. Cơ thể phải linh hoạt, di chuyển nhẹ nhàng. Được rồi, sẵn sàng. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tốt. Giỏi lắm. Rio, chào mấy biết mùi đi. Giỏi lắm. Cảm ơn bố. Quận Sri Lanka, năm 1958. Chưa được. Hoki. 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 Em làm gì vậy? Anh à, cứ từ từ thôi. Yuki, như lúc anh tập luyện, cần nhiều kỹ năng và sự chính xác. Dân Yuki, tập nói tiếng Anh đi. Thư pháp cũng tinh tế như ba động vậy. Cho em xem nào, cô Kim. Rất lã lướt và thành thục. Một học viên giỏi. Nhờ giáo viên giỏi mà. Em muốn giữ nó không? Cảm ơn anh. Viết rất đẹp, đúng không cô Kim? Lát nữa chúng ta có thời gian rảnh. Anh muốn đưa em đến một nơi đặc biệt, nơi tạo nguồn cảm hứng cho anh. Xong rồi. Nhiệt. Bắt đầu. Thank you.
Dừng tay. Long quyền, cứ kên. Chú ơi, bá động quyền, toàn phong cước. Cứ càng đứng, dừng tay lại. Thưa kỳ, hãy trở về đạo tràng đi. Quỳ xuống. Con có ý đồ mưu sát anh trai phải không? Con đã trở nên vô kỷ luật và bất tuân rồi đấy. Trong đạo tràng này không dung thứ những tính cách đó đâu. Con phải xin lỗi anh Bình ngay. Con phải xin lỗi vụ gì đi. Để hoàn thiện tiềm năng của mình, ta phải mang mọi thứ vào trận đấu. Nhà không được nâng tay trong bất kỳ tình huống nào. Đây chẳng phải là lời răn dạy đích thực của sát thủ quyền sao? Con đã phản bội ta. Con đã đọc các cuộn giấy. Con không được phép sao, Yuki? Đừng thử thách lòng nhân từ của ta. Xin anh hãy bình tĩnh lại. Anh làm em sợ đấy. Cô ấy không biết mình đang đùa giỡn với thứ gì đâu. Ba động sắc ý à? Cô ấy không thể kiểm soát nó. Nó đang đầu độc cô ấy. Việc đó quá nguy hiểm. Phải không sao đâu. Chú chỉ muốn nói chuyện với anh ấy thôi. Không đâu. Em không hiểu thì sao? Phải làm gì đó mới được. Em vào bên trong đi. Em điên rồi sao? Em có thể làm gì chứ? Về phòng giỏ yên trong đó đi. Tới khi giải quyết xong đã. Đồ ngốc. Em không thể ngồi yên được. Nhìn trong cái gia đình chúng ta tan vỡ thế này. Anh không nói đùa đâu. Anh yêu cầu em đi. Nếu cô kia có chuyện gì, em không thể nào làm lơ được. Anh nghĩ là em đã làm đủ chuyện gì đó rồi. Anh nói thế là sao? Cô kia về đi. Nói đủ rồi. Em về phòng đi. Cookie, còn sẽ rời khỏi đây sao? Một khi đã quyết định, sẽ không còn đường lui đâu. Có hiểu không? Sư phụ, anh hai, xin lỗi. Đây là kết thúc giữa hai anh em ta. Cookie, em đã thấy là sao chứ? Anh là anh trai của em, ruột thịt duy nhất của em, nhưng cũng là kẻ thù lớn nhất của em. Từ khi bắt đầu học sát thủ quyền, chúng ta vô tình đã trở thành một phần di sản. Giờ thì em đã biết định mệnh của chúng ta được vạch ra bởi điều đó. Sư phụ chỉ cứ bảo vệ chúng ta khỏi sự thật mà thôi. Im lặng đi. Sự thật mà người biết là không thể tránh khỏi. Mỗi thời
Chỉ có một sư phụ chắc thủ quyền được phép tồn tại thôi. Im lặng đi. Sư phụ già rồi, sao sớm ra đi bỏ lại em và anh? Sớm muộn gì anh em hay không, chúng ta cũng phải... Thôi đi. Đủ rồi. Người đã chọn con đường của mình. Trước khi mặt trời lặn, hãy thu dọn hành lý và rời khỏi đây đi. Vì nếu ngươi trở về, ngươi sẽ không còn là đồ đệ hay người già nữa, mà là một kẻ thù. Hiểu chưa nào? Con hiểu rồi. Tạ ơn sư phụ đã nuôi nấng con như con của người và dạy dỗ con đến bước này rồi. Con rất vinh dự được người chọn làm đồ đệ. Việc đó không vô vọng đâu. Sẽ có một ngày con làm người tự hào. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong kiếp này hoặc kiếp sau. Sư phụ, hãy đợi đã. Không còn cách nào khác sao? Đã quyết định rồi. Nhưng mà... Kuki! Sayaka! Em đang làm gì ở đây vậy? Kuki đã làm gì em? Nó đâu rồi? Sao chuyện lại tới mức này chứ? Anh là anh trai của anh đấy. Sao lại có thể xảy ra chuyện này? Không phải lỗi tại anh mà. Thằng ngốc ư bướng đó, tự nghe ra cho mình thôi. Sư phụ đã quyết định rồi. Kuki đang ở ngoài kia. Kuki, em đã nói gì với Sayaka vậy? Em chỉ nói là cô ấy biết sự thật thôi. Định mệnh hai ta đã ăn bài rồi. Giờ cũng đến lúc em phải ra đi. Sớm muộn gì rồi, anh cũng phải đối mặt với cùng sự thật ý. Sẽ đến một lúc nào đó. Kuki à, thôi đi, im miệng nào. Đủ rồi. Sư phụ nói đúng. Ba đồng sách ý đã che mờ lý trí của em. Em không còn tỉnh táo nữa. Em bệnh rồi. Dù sư phụ có nói gì, dù hôm nay em đã làm những gì ở đây, em vẫn là em trai của anh. Và anh không muốn em ra đi. Hãy để anh giúp em năn nỉ sư phụ suy nghĩ lại. Gukin, hãy trở vào đạo tràng đi. Guki, phải ra đi rồi. Ngay lập tức. Anh đoán đành phải vậy thôi. Phải. Sẽ có ngày định mệnh chúng ta giao nhau lần nữa. Tạm biệt Cư Khen. Tập luyện thật chăm chỉ và hãy vững vàng lên. Kỹ thuật ba động hoàn hảo rốt cuộc cần đến hai đối thủ trái ngược nhau. Đầu tiên là để ngay lập tức phát ra ba động ổn định. Các con phải sử dụng năng lượng của hư vô. Nhưng để ra đòn mạnh mẽ và chính xác, cần phải có sự hung hăng mãnh liệt và khát khao vượt qua để tiêu diệt. Hiểu chưa? Vâng ạ. Mục tiêu của các con là hạ gục đối phương bằng ba động quyền. Bắt đầu. Khoan đã. Nếu con đánh chết Ryu, con không phải là chịu trách nhiệm chứ? Tự tin vậy. Xem con làm thế nào.
Cái gì thế? Tập trung vào Ken. Phil, biểu điện đó đánh bại con. Trả đòn đi. Đấu tranh lấy chân không? Ta biết trong con có nó mà. Riêng, tung đòn đi. Còn chờ gì nữa chứ? Cậu đi đâu đi? Cái gì mà cậu sợ dữ vậy? Rồi sẽ đến lúc. Cởi nó đi. Trở về rồi kìa. Ông đi lạc sao? Người lạ. Không ơn ông bao nhiêu đâu. Ông là ai? Ông sống trong thiền viện hả? Ta không quan trọng. Nhưng thằng bé này thì có. Thằng bé này ta tìm thấy lang thang trong rừng. Nhiệm vụ của ta tới đây là xong rồi. Giờ nó sẽ đi theo ông. Chào cháu bé. Tên cháu là gì? Ông sẽ cần hơn thế, ông bạn à. Ta vẫn chưa được nghe thằng bé cất tiếng đâu. Ta biết tại sao con không nói chuyện. Con chôn giấu những cảm xúc của mình sâu tận đáy lòng, để không có ai có thể tổn thương con lần nữa. Đúng thời điểm, ta sẽ dạy con cách mở lòng để giải tỏa sinh khí. Sâu trong lòng con có một sức mạnh, ta có thể cảm thấy đó. Sinh khí của con rất mạnh mẽ, như một con rồng đang bay. Ryu, Ryu, phải vững vàng, phải vững vàng lên. Ryu, đừng tung đòn đi. Hỷ thật, Ken. Sư phụ. Sư phụ, cứ Ken. Chuyện gì? Ba động quyền của con. Ken. Ken. Con nghe ta gọi không? Sinh khí của Ken không tuần hoàn nữa. Cái quái gì vậy? Đừng cử động. Tránh xa con ra. Còn sao Ken? Cái quái gì thế? Sư phụ vừa cứu sống cậu đi. Ổn rồi. Các con có thể phòng thủ các đòn tấn công ba động bằng ba động tự do. Dùng sinh khí của bản thân để mà đánh đuổi đòn tấn công của kẻ thù. Các con vẫn sẽ bị thương, nhưng sẽ khác với bị giết hại. Và vẫn chiến đấu được. Nếu biết trước tới qua thì đỡ rồi. Sư phụ, người định nói gì? Thực ra ta có thể học bài này sao? Ta chợt nhớ ra mình cần thêm nước dưới kia có một con rạch. Khi các con về chúng ta sẽ tiếp tục. Đi đi.
Cậu đã tung đòn ma động đầu tiên rồi đấy. Cảm giác sao hả? Bình thường. Tại cậu sao rồi? Thôi im đi. Bảo đảm ra đòn được như vậy. Cậu phải khoái trá lắm. Ken, dừng lại. Nói đi. Tự nhiên, cậu có giác quan thứ sáu như thể từng tới đây rồi hả? Tôi nghĩ mình từng tới đây. Lâu lắm rồi. Là chuyện gì vậy? Lắng nghe đi. Nghe gì chứ? Tôi chẳng nghe gì cả. Chính xác. Chim ngừng hót rồi. Kỳ lạ thật. Cậu cảm thấy không? Ừ. Có chuyện không ổn. Ta nên quay về thôi. Vâng. Ta biết đến một ngày ngươi sẽ về tìm lão già ấy. Ta đã đợi giây phút này lâu lắm rồi. Ta đến tìm sư phụ, không phải ngươi. Số của lão đã tận. Khi ta tống lão xuống cửu tuyền, hãy trân trọng số phận của mình. Ta đã rất trân trọng đó. Và hãy đối mặt với ta. Con đường của ta khác với ngươi. Ta không muốn đấu với ngươi. Ta bước đi con đường riêng của mình. Chỉ có thể có một sư phụ sát thủ quyền. Ta tự tin giết được ngươi sẽ khiến tâm ta an bình sau những thống khổ ngươi mang đến gia đình này. Nhưng từ đông ta đã nhận ra, con đường ngươi bước đi, con đường sát nhân sẽ không bao giờ dẫn tới an bình và sự khai sáng. Ngươi không có lựa chọn trong sứ mệnh của mình. Ngươi sai rồi, luôn có lựa chọn. Ta đã thề sẽ không bao giờ sử dụng ba đồng sát ý nữa. Nếu ngươi muốn giành danh hiệu sư phụ sát thủ quyền thì cứ việc. Ta sẽ không đấu với ngươi nữa đâu. Đáng thương, hãy quỳ xuống và thề. Sẽ quỳ lụy ta đi. Ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nếu không thì hãy chuẩn bị gặp lại lão già dưới cửu tuyền. Sư phụ, sư kê, gì lại đó, đứng yên đó nào. Sư phụ. Sư phụ hả? Dừng lại. Ngươi dám lừa gạt ta sao? Đầu tiên ta sẽ giết đủ đồ đệ của ngươi. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Được. Ta sẽ đấu với ngươi. Nhưng không phải trong hôm nay. Giờ thì hãy ra khỏi đây đi. Khi nào thời cơ thích hợp, ngươi sẽ tự biết. Được. Vậy ta sẽ đợi. Guken, lần tới gặp nhau, chúng ta sẽ một trận sống còn. Ta hứa với ngươi, ta thề đấy. Hán từ đó, sư phụ. Ai thế? Đó là kẻ đã giết hại sư phụ ta. Trên chiến trường, không phân biệt bạn thù. Không có chỗ cho lòng trắc ẩn. Chỉ có đối thủ, trước mắt cần phải tiêu diệt. Bản chất của sát thủ quyền là vậy. Ta là cựu binh của cuộc chiến vĩ đại cuối cùng trong thời đại của mình. Ngươi thì biết gì về chiến tranh chứ? Sát thủ quyền được sinh ra từ máu, lửa và sự tàn sát thời phong kiến. Ngươi không thể nào hiểu rõ nó theo nghĩa đen. Ngươi sẽ không bao giờ hiểu. Vì lý do đó, ta đã giấu ngược hình và ngươi toàn bộ nội dung cuộn giấy. Tại sao? Đó là cách duy nhất để con hoàn thiện năng lực của mình. Hướng lục sát, đỉnh cao của nhiệt tình thông ba động sát ý không phải là chuyện quan đường. Tại sao chứ? Để bảo vệ cơ kênh nhà ngươi. Nhìn ngươi xem, cơ thể ngươi biến dạng bởi sức mạnh của ba đồng sắc ý. Ngươi vẫn nghĩ mình có thể đạt được phần thưởng cao quý nhất sao? Đừng ngu xuẩn. Tạ ơn sư phụ đã nuôi nấng con như con đẻ và đã huấn luyện con đến tận bây giờ. Con rất vinh hạnh khi được người chọn làm đệ tử.
Toki, chuyện gì vậy? Em nghe mọi người la hét âm sầm trong đó. Anh sẽ rời khỏi đây. Có chuyện gì thế? Em biết rất rõ. Đã đến lúc anh phải rời khỏi đây. Đi đâu chứ? Đừng nói vậy mà. Không sao đâu, nói với em đi. Đừng. Đừng làm mọi việc thêm khó khăn cho anh nữa. Cả hai ta đều biết rồi, sẽ có hôm nay mà. Định mệnh đã an bài, những sự kiện ngày hôm nay sẽ diễn ra. Anh đã vượt quá giới hạn quay về. Sư phụ đã ra tối hậu thương với anh, và anh đã chọn con đường của mình. Sayaka, điều anh mong ước trên đời này là được ở bên em. Nhưng đây là con đường anh phải độc hành, con đường của một chiến binh thực thụ. Tần Quyển. Dân. Kuki, em đã nói gì với Senka vậy? Cô ấy tổn thương ghê gớm lắm. Em chỉ nói cô ấy biết sự thật thôi. Kuki, đây đi, cái này dành cho anh để lót dạ dọc đường thôi. Cảm ơn em, em quá tử tế đối với anh. Trở về già đi, em phải về trước khi họ nghĩ em bỏ trốn cùng anh. Em biết chứ? Nhưng em còn một thứ nữa muốn trao cho anh. Thiên, cái đại diện cho thanh danh bất diệt, người mà anh khao khát trở thành. Em nghĩ nó sẽ giúp anh thấy rõ mục tiêu của hành trình của mình. Đây là quà chia tay tặng anh. Tạm biệt, Kuki. Em hy vọng anh đã chọn đúng con đường.
hoàn hảo. Con đường của Tân Quỷ dẫn dắt ta. Ta sẽ không dừng bước chừng nào Hắc Ma Động chưa thuộc về mình. Anh biết em không muốn nghe, nhưng có lẽ là chú em nói đúng đi. Anh cũng nhớ cậu ấy, nhưng nhiều tháng rồi không ai thấy nghe hay tin gì cả từ cậu ấy. Thế là anh nghĩ ta nên từ bỏ sao? Hãy quên anh ấy đi. Nhưng có tìm thấy cơ kỳ. Khi ra đi, cô ấy đã quyết định rồi. Cô ấy chấp thuận việc quyết định của mình. Em vẫn thấy anh nên làm hơn thế. Anh biết em quan tâm tới cậu ấy, anh cũng vậy. Nhưng mà đừng quên cậu ấy, để định sát hại anh. Cậu ấy đã chọn con đường không ai có thể theo đuổi. Chúng ta phải chấp nhận điều đó và tiếp tục sống. Thôi ghi đi. Chú à? Ý chú là sao hả? Con biết mà. Con đang gây cản trở đến việc tập luyện của Gukin. Sao các người lại có thể nhẫn tâm như thế chứ? Con không cản trở việc gì tập luyện của Gukin cả. Con vẫn còn tơ tưởng đến Guki. Con chỉ lo cho anh Guki thôi. Đáng xấu hổ à? Con tưởng ta không biết chuyện hai đứa sao? Quan trọng là bây giờ phải giúp Gukin. Từ giờ không nghĩ về cái kia nữa. Cứ coi như nó đã chết rồi đi. Hiểu chưa? Vâng. Sáu tháng sau, tới lúc rồi. Ba đồng sát ý đã làm hỏng người kia. Con không chắc kết quả có biện hộ được cho phương pháp không? Sự mạo hiểm này có cái giá quá cao. Không còn cách nào khác để biểu thị ba đồng sao? Chẳng phải ta là minh chứng sống cho việc cân bằng giữa bóng tối và ánh sáng sao? Lời giáo huấn của sư phụ không thể mù quáng nghe theo. Ý tưởng phát triển theo thời gian. Hàng thế kỷ trước, sát thủ quyền là trò chơi của một thanh niên. Nhưng sư phụ tài ba nhất hoặc bị sát hại trong trận chiến hoặc trở nên điên loạn. Họ chưa bao giờ sống quá 40 tuổi. Ta kết luận rằng để sống lâu khi thực hành môn võ này, ta phải cân bằng các cực hạn này. Sự hài hòa này là điều âm dương chỉ ra cho ta. Vì trong đời sống phải luôn có sự cân bằng.
Vậy sư phụ đồng ý phải có những con đường khác để khai thác ba động sao? Còn phải tự tạo ra lối đi của mình. Dân. Cái gì? Khuôn mặt ta. Sư phụ, người đã nói đúng. Không, chưa được. Không có lựa chọn nào khác. Ta phải trở nên mạnh hơn. Một năm sau. Thiên nhiên cung cấp mọi thứ ta cần. Suốt 2 năm rồng, ta không tập gì ngoài ba động sắc ý. Tập cho cơ thể cường tráng hơn từng ngày để chuẩn bị. Anh đã nói chuyện với sư phụ. Anh sắp kết thúc thời gian tập luyện với sư phụ rồi. Nghe khuyên anh nên chọn võ giả tu hành. Anh sẽ ra đi sao? Trong thời gian tới thì chưa. Anh vẫn còn phải học hỏi nhiều thứ. Và trái tim anh lại thuộc về nơi này. Khi anh trở về, anh sẽ là chủ nhân của ngôi nhà này. Anh muốn em cùng với anh, Sayaka. Thế chú của em nói sao? Người nghĩ như vậy sẽ tốt cho hai ta. Thế à? Trước tiên anh phải một mình tập cho giả tu hành như Kuki đã làm. Anh không giống cậu ấy. Hãy hứa với em.
Anh sẽ trở lại. Đầu tiên, anh đánh nhìn vào đi. Rồi cái nút ở đây. Nhấn vào để chụp hình, anh biết rồi. Anh đừng có ngốc. Nó đại diện cho thành danh bất diệt, người mà anh khao khát trở thành. Tạm biệt, Kuki. Sẽ có một ngày con làm người tự hào. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong kiếp này hoặc kiếp sau. Để chế ngự hát ba động, ta phải đắm mình vào trạng thái ba động sắc ý cho tới khi chúng ta hòa làm một. Nếu tinh thần ta đủ vững vàng, ta có thể sống sót. Bằng không, ta sẽ bị nước chửng và sẽ mất mạng. Ta rất sẵn lòng trả giá. Sư phụ, con tiếp chuyện người được không? Đêm qua, con cảm thấy rất kỳ lạ. Có thể do con nằm mơ. Nói tiếp đi. Con nghĩ mình đã cảm thấy ba đồng sắc ý. Ta đã cầu nguyện ngày hôm nay đừng đến. Qua những ngọn núi sâu trong thung lũng, là cảm nhận một nguồn năng lượng mạnh chưa từng thấy. Một vụ nổ hắc ba đồng. Của Kuki. Người chắc chứ? Hơn 2 năm rồi đâu nghe tin gì của cậu ấy nữa. Kuki có tham vọng giải phóng năng lượng của hắc ba động. Và cuối cùng là thú ngọc sát. Người đã dạy bọn con điều đó chỉ là con đường thôi mà. Muốn giải phóng đó phải tập trung nhiều ba động sát ý tới mức người đó có thể hoàn toàn bị nó nuốt chửng. Như một ai sống sót. Có thể đó là kết thúc của Kuki. Hoặc sự ra đời của một huyền thoại. Một thứ năng lượng hắc ám hơn mọi thứ ta từng chạm trán nhiều. Sự ra đời
của ác ma. Vậy bây giờ thế nào ạ? Ta không biết. Nhưng nếu là một ác ma thật, hắn sẽ đến. Là một sư phụ, ta phải tìm và tiêu diệt hắn. Đó là lẽ tự nhiên của ba đồng sát ý. Ta phải đối mặt với hắn. Sư phụ, con sẽ đối mặt với hắn. Xin hãy để con. Số mệnh của ta là phải đối mặt với ác ma. Ta đã tạo ra hắn. Nên ta phải tiêu diệt hắn. Nếu ta thất bại, e rằng sự cân bằng ta đã cố gắng duy trì trong sát thủ quyền sẽ mất đi, và bóng tối sẽ bao trùm. Cưu Khen, hãy chăm sóc cho Sayaka. Vâng, thưa sư phụ. Con phải chịu trách nhiệm về những cuộn giấy này. Sư phụ, con không thể. Ta hiểu sự e dè của con đối với ba đồng sát ý, nhưng đừng quá ngây thơ. Cô kia không biết hết mọi điều viết trong các cuộn giấy. Nếu con phải đối mặt với hắn, con sẽ cần đến mọi kiến thức có trong các cuộn giấy này. Sư phụ, mấy đêm vừa qua, ngươi có cảm nhận được gì không? Không, không có gì bất thường. Vậy, ngươi nghĩ hắn không qua nữa sao? Nào, đấu một trận đi. Xem ta có dạy dỗ con đủ đàng hoàng để đấu lại một lão già như ta không? Dừng lại. Theo ta. Để xem ta có nhớ chữ tiếng Anh nào không. Ta rất tự hào về con, Cô Khen. Con là đồ đệ đứng đắn và chăm chỉ nhất ta có thể mong ước. Ta truyền dạy cho con không chỉ là những kiến thức về chiến đấu, và còn về cuộc sống nữa. Con cũng vậy. Ngươi là vị sư phụ giỏi nhất con có thể mong mỏi, một người cha. Ta biết con sẽ cố đoạt được sự cân bằng hợp lý. Ta nghĩ con đã đến lúc thực hiện võ giả tu hành rồi. Vâng, thưa sư phụ, con sẽ không làm người thất vọng.
Ta cảm thấy sự hiện diện hắc ám của ngươi. Hãy bước ra và lộ diện đi. Ngươi sống sót lâu như vậy, ta thấy ngươi đã tập luyện rất vất vả. Nếu vậy, lão già, ngươi tận xấu rồi. Đây là kết thúc. Có thật vậy không? Đêm nay sẽ có giết chóc. Ngươi hãy chuẩn bị đi. Kênh, gì thế anh? Ở yên đi. Bá động quyền, kêu kênh, có chuyện gì thế? Bá động quyền. Được cực kỳ phải không? Phải. Kêu kênh. Sư phụ. Hậu ba động. Toàn phong cước, thằng Long Quyền. Giết. Chuẩn bị đi. Ba động quyền. Giết. Chuẩn bị đi. Ba động quyền. Đây là sự quỷ diệt. Ngươi là một sư phụ tài ba, ngay cả thất bại của ngươi cũng dạy ta rất nhiều. Tần Quỷ, nhưng bây giờ một sư phụ mới đã ra đời. Ruki, ngươi ở làm gì vậy? Đứng lại, đồ khốn. Đấu với ta đi. Ngươi vẫn chưa sẵn sàng. Ruki, làm ơn dừng tay. Ta đã lạc lối.
hoàn toàn không chắc chắn phải làm gì. Chúng ta chôn cất sư phụ ở đây, nhưng cả gia đình con Dương chấm hết. Những chuyện náo loạn đã qua, nhưng những vết sẹo sẽ không bao giờ lành. Sayaka, mình đi dạo nhé. Anh đi một mình đi. Em muốn ở nhà vẽ cho xong đã. Kiken, tình yêu của em đã chuẩn bị sẵn sàng hành lý cho anh. Đã đến lúc anh phải rời khỏi đây và bắt đầu công cuộc võ giả tu hành của mình. Ở lại đây sẽ chẳng ích lợi gì nữa. Giá mà ngôn tường có thể giải thích hết, nhưng em không thể ở bên anh được nữa. Em còn mong một ngày anh có thể tha thứ cho em. Hãy mạnh mẽ lên nhé. Tạm biệt, Sayaka. Kuken, hãy tha thứ cho em. Không gì tàn bạo, kinh hoàng và độc ác hơn những sự kiện ta phải trải qua trong những ngày cuối cùng đó. Chẳng còn là gì cho ta cả. Định mệnh bảo ta đã đến lúc tiến hành võ giả tu hành. Một năm sau, dưới sự hướng dẫn của ta, các con đã trở thành những người tiên phong môn sắc thủ quyền. Bằng cách thành thạo các kỹ thuật của nó, chỉ nhờ vào ba động tự do, ta rất tự hào. Các con về mặt tâm lý đã sẵn sàng rời khỏi đi. Ta chẳng còn gì nhiều để dạy các con nữa. Không gì các con không thể học được khi thực hiện võ giả tu hành. Thời gian còn lưu lại đây sẽ trôi qua nhanh hơn các con nghĩ. Cú lộn được khá lắm, Ryu à. Đồ quản quốc cu ngốc, nghĩ không làm được lâu. Ryu quá mạnh so với ngươi, lại vào khốn kiếp, Ryu. Sáng tác xong bài hát cho cậu rồi. Cho cậu nghe liền nhé. Im đi. Lão nói thế này là cả năm nay rồi. Lão già thoái quá kia. Im đi đi đàn bà. Ta không kêu ngươi phổ lời bài ca tặng rồi chứ. Được rồi, nghe đi.
Hoàn hảo. Thế nào? Cảm ơn chứ. Cháu thích lắm. Làm thế này đi, quăng thế này, quạt thế này nữa. Cứ làm hết đi xem. Từ kia tới đó, thế thì xa lắm. Cháu không chắc có thể đi xa tới vậy đâu. Với cái thằng ngoại quốc ngu ngốc kia thì xa. Với cậu thì không hả? Thử đi. Tao quan sát đấy nha. Được, cháu làm đi. Khá lắm. Đồ quản quốc ngu ngốc. Ngươi chả làm được gì cả. Ngươi sẽ không bao giờ làm đổi. Chịu thua đi, tìm đi, lão già. Nó đang hướng về phía này. Cái gì vậy? Không tới được bên này. Ngươi rốt cuộc có làm được đâu nào. Thề đi. Riêu sẽ có ngày. Các con mau lên, chớ hàng xuống đi. Cảm ơn sư phụ. Hy thực, bố con gửi đi. Hy thực, về cái bên hai đi. Đi thôi. Cảm ơn sư phụ. Chào sư phụ Gơ Kinh. Quay lại đi. Nào. Nhảy. Nhảy đi. Nhìn đây mà học hỏi. Ken, nông dân như cậu mà cũng chơi điện tử khá quá đấy chứ. Mấy trò này của người Nhật mà, trong huyết quản rồi. Trò mới có hay không? Gắt cao lắm sư phụ. Người thử không? Ta đâu dám khiến hai con xấu hổ. Cỡ Riêu mà đã ngầu dậy rồi, các sư phụ không nói đùa đâu. Sáng mai ta sẽ đi làm lễ cúng sư phụ Kutesu. Ta mong hai con sẽ đi cùng. Dĩ nhiên à. Trở về đạo tràng cũ à? Không. Từ giờ chúng ta cúng kiến tại đây. Tốt thôi. Ta sẽ đấu với ngươi. Nhưng không phải hôm nay. Được. Vậy ta sẽ đợi. Lần tới gặp nhau, chúng ta sẽ một trận sóng máy. Khi nào thời cơ thích hợp, ngươi sẽ tự biết. Tôi đã đánh trúng cậu. Tại mắt cá của tớ thôi.
Ryu, Ken, các con đã tiến đến khoảnh khắc lịch sử. Truyền thống sát thủ quyền. Các con, cả hai con đã sẵn sàng tiếp bước trên con đường nghi thức này. Chúc mừng hai con đã đạt được mức độ này. Cảm ơn sư phụ. Một người không thể tự nhận là một chiến binh nếu chưa đối diện với cái chết và đánh bại đó và chứng tỏ lòng dũng cảm để vượt qua chính mình. Suốt 3 ngày 3 đêm, các con sẽ sống với một mục tiêu duy nhất: chuẩn bị để chiến đấu. Các con sẽ trở về đương đầu với nhau chỉ với một mục đích đơn thuần là chiến thắng. Chiến thắng chỉ được công nhận khi một người bị đánh bất tỉnh hoặc chịu thua. Còn lại sao cũng được. Kể cả ba động sao? Phải, kể cả ba động. Chúc may mắn Ken. Cậu cũng vậy. Gặp cậu bên kia chứng kiến. Ba động quyền. Nước nào cũng câu cá. Chẳng hiểu tại sao. Từ ngoài quốc ngu ngốc tới đây một mình sao? Không có ai chơi cùng nữa sao? Tội nghiệp cho ngươi thật. Nếu gặp ma sẽ chơi với ngươi vậy? Không xong rồi. Ta không nhắc nữa thứ này. Khỉ thật. Ôi, khỉ thật đấy. Về đứa này đi. Đi, ngươi làm gì vậy? Nằm mơ với ban ngày sao? Ngươi đang làm gì vậy? Về đứa này xem. Ta sẽ dạy cho con áp dụng sự hung hẳn và xung năng vào ba động. Nhưng nền tảng của con chỉ có ba động tự do thôi. Năng lượng của hư không. Hứa cho ta đi. Này, có nghe ta nói gì không? Ta đã bảo là sẽ chơi với ngươi. Sao mới đây đi? Ba động quyền. Lão thấy ta thế nào rồi? Lão khốn, cứu tôi với. Ta bảo người giết ta hồi nào chứ? Giận khí và dồn đến hết mọi cảm xúc lại sâu trong lòng, để không ai có thể tổn thương con lần nữa. Đúng thời điểm, ta sẽ dạy con cách mở lòng để giải tỏa và tự do. Sau trong lòng con có một sức mạnh, ta có thể cảm thấy đó. Phải vững vàng. Phải vững vàng. Thăng Long Quyền. Hôm nay các con chiến đấu cho bản thân một mình, ta sẽ không có mặt để can thiệp. Rõ chưa? Dân Miu. Dân
nó sẽ tấn công con hết sức mình. Đã đến lúc Nino sợ hãi, cho nó thấy thực lực của con. Đừng do dự, cứ cho nó nếm mùi đi. Dân thưa sư phụ. Đi đi Ken. Con phải giữ vững thế phòng thủ, vượt qua nó bằng sự hung hãn của mình, nhưng phải tập trung, cẩn thận đòn phản công. Đừng cho nó cơ hội. Nó sẽ trừng phạt con đúng lúc con lơ là. Con hiểu rồi sư phụ. Người giỏi nhất sẽ thắng. Đồng quyền. Ba đồng quyền. Thăng long quyền. Toàn công thức. Ba động quyền. Long quyền. Ba đồng sát ý. Ryu. Ryu. Quay lại đây đi. Đối đầu với ta đi. Còn muốn cư xử như vậy sao? Trận chiến này chưa kết thúc đâu. Tớ không biết cậu bị cái gì. Nhưng nếu không thôi đi, thì để tớ giúp một tay vậy. Đồng quyền.
trong quyền. Ryu. Sư phụ. Sư phụ. Bình tĩnh đi, không sao rồi Ken. Nó tỉnh rồi. Chú ơi, tạ ơn chú. Ryu. Ryu, cậu nghe thấy không? Cậu không sao chứ? Của cậu đó, kỷ vật cho trận đấu của chúng ta. Ken, Ryu cần được nghỉ ngơi. Vào cuối trận đấu, ta cảm nhận thấy toàn hắc ba động. Ba động sát ý. Con đã hứa với ta, ta cần phải biết. Sư phụ, không phải con đâu, con thề mà. Nhìn tay con đi Ken. Khi ta đến nơi, ta thấy con triển khai thế thăng long quyền. Ta chưa từng dạy con, ta còn chưa từng thấy. Nếm đấm của con bốc quả. Ken, đừng biện hộ, đừng dối trá. Ta muốn biết con hấp thu hắc ba động bằng cách nào. Sư phụ, không phải Ken đâu. Con nghĩ là con đi. Ta đoán nếu ta có thể cảm nhận hắc ba động của Ryu rõ rệt đến thế, Kuki cũng cảm thấy hắn sẽ xem sự kiện đó là lời thách thức của ta. Nơi này đã bị hắc khí nằm ô quý. Một khi đã bị nuốt chửng bởi ba động sát ý, ta khó mà kháng cự được đó. Nếu hắn đến và phát hiện ra Ryu là người giải phóng hắc ba động, hắn sẽ truy đuổi đó. Kuki là con quỷ, ta phải một mình đối diện. Ta không thể cho phép hắn đối đầu với Ryu. Điều con sao rồi? Suy nhược. Còn tay con, Ken, không tệ lắm. Tốt. Như là đã tới lúc. Tới lúc à? Để làm gì? Đến lúc cả hai con rời xa ta. Các con đã hoàn thành bài tập cuối cùng mà ta hướng dẫn. Giờ các con đã có thể tự nhận mình là chiến binh. Hãy tự hào như những gì mình đã làm. Đã đến lúc các con lên đường dõi dõi tu hành rồi. Sư phụ à, bọn con còn một năm nữa. Bọn con đã luyện tập xong đâu? Ta chắc ta những việc xảy ra còn có rất nhiều thắc mắc. Nhưng hãy tin ta, con đường tu hành của các con sẽ giúp các con tự khám phá ra những câu trả lời ta không thể nào cho các con. Sư phụ, khi nào bọn con phải đi? Ngày mai. Sao? Người đùa hả? Không, Ken. Bố con đã chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi của con rồi. Cuối cùng con cũng được về nhà. Sư phụ à, con cảm tạ những gì người nói. Nhưng con có cảm giác con không thấy thoải mái khi phải rời đạo tràng trong lúc này. Rời xa người. Ta hiểu mà, Ryu. Với ta chuyện này cũng rất khó khăn. Ta biết chuyện này rất là đau lòng. Nhưng đây là một bước cần thiết với cả hai con. Người cho gọi con à? Con cắt tóc rồi. Và cũng tới lúc thay đổi rồi. Hợp với con lắm. Kết thúc một thời kỳ với con mà. Hiện đại lắm, Ryu. Ryu đâu rồi? Đang nghỉ ngơi à? Tốt. Nó cần nghỉ ngơi.
Hãy đi dạo với ta. Vâng. Con đã tiến bộ rất nhiều, Ken à. Rất nhiều. Vâng. Đúng thế thật. Khi mới tới đây, con rất tệ. Người nhớ ngày đầu không? Cứ như mới hôm qua. Bao nhiêu tội nghiệp không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa. Nhưng con mới là người ta lo hơn. Cũng hợp lý mà. Nhưng ta không thấy lo nữa. Con đã tìm thấy những mảnh ghép mình đang kìm. Ken à, con đã trở thành một người mạnh mẽ và cân bằng hơn. Ở đây và ở đây nữa. Giờ thì ta lại lo cho Ryu hơn. Con cũng vậy. Ba đồng sát ý đã tự động bộc phát trong con người cậu ấy. Sao thế được chứ? Ta chưa thể tìm ra lời giải thích phù hợp. Người có nghĩ có liên quan tới Cookie, kẻ với kẻ Kutatsu không? Cũng có thể. Nhưng ta chưa dám chắc. Ken, ta muốn con chăm sóc cho Ryu. Dù có đang đau khổ, nó cũng không nhờ vả ai cả. Con biết nó mà. Vâng, con biết. Khi ta vắng mặt, ta tin tưởng con, Ken à. Giờ con là anh cả rồi. Ta đã từng thấy các thanh niên xếp hàng ở đây mỗi sáng. Nhưng giờ ta đã chỉ thấy những người đàn ông, các chiến binh. Ngăn ta hiện giờ không thể chịu nổi năng lượng ba đồng của các con. Để đến lúc các con thừa hưởng những thứ này. Gần chiến đấu sát thủ quyền truyền thống đủ mạnh để chịu được ba động. Thế nào? Bắt đầu chứ. Ta đã muốn rời khỏi đây suốt. Giờ tới lúc thì tớ lại không muốn đi. Gặp người mới, những trải nghiệm mới, những thử thách mới. Tớ đang cố cởi mở đi. Như sư phụ vẫn nói, nhẹ nhàng hơn nhờ chiến đấu. Hãy chờ tới lúc thế giới biết về chúng ta. Cùng nhau chúng ta đã tiến bộ rất nhiều, Ken. Cười đi. Sư phụ, con phải chụp cho người tắm này. Tư thế samurai đi. Đẹp lắm. Cứ thế nhé. Được rồi. Sanzu, cảm ơn nhé. Đi thôi, Ryu. Gửi lời hỏi thăm của ta tới bố con nhé, Ken. Ông ấy luôn là một người bạn tốt. Cảm ơn vì mọi chuyện, sư phụ. Con sẽ nhớ người. Cảm ơn, Ken. Hẹn sớm gặp lại con. Hãy cho thế giới thấy con được tạo nên từ những gì. Con đi đi. Sư phụ, cô Ken. Cảm ơn người. Con rất vinh hạnh được làm đồ đệ võ thuật của người và được người đối xử như con mình. Ta mới là người có danh dự đó, Ryu. Ta đã truyền cho con mọi kiến thức và sự thông thái của mình. Ta thương con như con ruột vậy. Hãy vững vàng. Hãy vững vàng lên. Nhanh như cơn gió, lặng lẽ như cánh rừng. Táo bạo như ngọn lửa, bất khuất như núi cao.
lưng đẹp đi. This may well be my last entry. All that I know is contained within these pages and the lessons I have taught you. I have tried to give a true account of my journey, knowledge of the martial arts, and ultimately wisdom for life. Liu, Ken, should you be reading these words, then it is unlikely I survived what lies ahead of me. I take solace knowing you are both safe and far from here now. My brother Gouki comes for me. Liu, by unleashing Dark Hado, you unknowingly sent out a beacon. A warrior consumed by Satsui no Hado could not ignore it. He means to challenge me in combat. A challenge that can no longer be avoided or declined. はい。無事に大阪に向かっています。戦争。お前には借りがある。不安と怒りしか知らなかった私を仏の道に引き入れ、安らぎが何であるか見つけることができた。 誰よりも暗殺剣を目の当たりにしてきたのもお前だ。はい。たくさん見ました。命の炎はともに命の炎が消える。私に仕えてくれたように師匠にもお前は仕えた。師匠にどれだけ恩を受けたとしても、 ここで暇を取らせよう。私は限りなくお前に感謝をしている。ありがとうございます。お疲れすることができたのは私のお前でございます。最後に一つ頼みたいことがある。どうぞ行きますか。 私の日誌をお前に委ねる。これをどんなことがあろうとも二人に届けてくれ。かしこまりました。
全てを失った。お前は私から愛するもの、尊敬するもの、全てを奪い取った。この弟でしょ。どうしてこんなことになるまで放ったかな。俺はお前に言ってほしくない。一緒に一生に許しを請うんだ。光輝、なんてことしたんだ。また来たわ。 全ての知識と知恵をお前に授けた。私はお前が愛おしい。お前に失うことの辛さが分かってたまるか。我は暗殺権のためにウルの想像もつかぬ多くのものを失った。しかし今回、隣の者を集めて浮かなって出ていけ。だから一人で済まなくならない。真の格闘家、真の鬼になるための道を。 奴は満足して死んでいた。新の檻の誕生を目の当たりにしたからな。奴は自らの死によって救われたのだ。殺意の波動に心奪われ、師匠の弟と同じようにお前は気が狂ったんだ。豪徹は先代たちと同じように間違っていた。 だから死んだんだ。 何を言っているんだ。
先代たちは皆殺意の波動に飲み込まれてしまった。お前はそうじゃないというのか。我は違う。我は殺意の波動を自らのうちに取り込んだ。した俺の弟は遠の昔に死んだ。今残っているのは悪魔だ。かつて俺は誓った。そして今日俺はその誓いを破る。